Đây số dòng Kubota hợp tác con. Hợp tác thì có nhiều loại lắm nha. Rẻ tiền nhất là bà con có 13 triệu 500 là có con 125 hợp tác rồi đó. Bảo hành 1 năm hoặc 6 tháng tùy theo điều kiện nha con, tùy theo loại máy nha. Nó nhiều loại lắm bà con. 13 triệu 500 vẫn có một con. 17 mấy cũng có một con. Tặng đồ hết nè. Mấy thằng giá cao thì có tặng đồ với chế độ bảo hành nó tốt không bà con. Tặng nước tặc nhớt luôn. Đây 125, 140, 155, 165, 195 trừ 2. Quá đã luôn nè, tha hồ lửa luôn không, nhóc ở chân thấy không, quá trời con, lửa thoải mái luôn rồi con. 125, 140, 155, hàng tiện chọn đó bà con, đẹp quá bà con. Cần 13 triệu 500 là có thể mua một cái máy rồi đó bà con, 13 năm, 14 năm, 16 năm, 17 năm tùy theo chủng loại không con. Tùy theo nữa, bảo hành là 3 tháng, bảo hành 1 năm, qua 5,5 đó tùy theo giá cả nữa, thấy không? Con tha hồ lựa luôn, quá trời luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Quá đẹp bà con, đã ha.